80 năm sau khi được Việt Đàn lấy kinh trở về, trời sinh dị từ linh bảo xuất thế. Chưa đợi tiên Phật canh đoạn, đã hóa thành ánh đỏ biến mất. Sư tôn cảm yêu trừ ma để trước đại đạo. Đại đã, các ngươi cướp ngọc thì cũng thôi đi, cửu nhị thúc của ta chưa từng làm chuyện ác, tại sao phải đuổi cùng giết tận như vậy? Đại con to gan làm loạn pháp sự, người đâu, mau lộ xuống. Đại con này sức mạnh kỳ quái, sợ là có liên quan tới yêu tà. Vậy thì không cần nương tay nữa, cùng siêu độ đi. Này tài ngứa, đeo lưng cũng ngứa, khắp người đều không thoải mái, hóa gì ngon ngứa kiếm sâu bất lạc đứa nhỏ nhà ta. Đã hỏi qua ta chưa? Thông phục. Chạm vào đây là có thể triệu hồi, cái gì cũng phải xem duyên phận. Còn nhau chiến đấu nào, thời cơ đã đến cũng đã. À, có thể đảng ma cung. Ta chưa? Ngã Phật từ thank you.
chuyện gì mà bắt bổn công chúa phải ra tay?